Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đến với nhảy đường trực tiếp tại sân bóng đá này ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị theo dõi trận cầu giữa U7 trong buổi tối hôm nay. Cú sút này dành cho các thủ chủ nhà FC Lai và đối thủ của họ sẽ là Tài Chính Xanh. Nhưng mà tiếng còi cất lên, hiệp một của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Hy vọng là trong thời gian tới đây ở tại sân đấu này cũng sẽ được lên sóng nhiều hơn và các giải đấu sẽ đến với quý vị nhiều hơn. Một pha đá nối rất đẹp dành cho số 6 của các thủ chủ nhà. Đó là một tình huống mà các cầu thủ chủ nhà đã có một pha bóng đầy sự bất ngờ. Đó là pha phản lưới nhà dành cho số 6 của các cầu thủ FC Lai. Trung và có một cái tên khác nó cũng hơi dân dã. Nhưng vừa rồi thì anh lại có một tình huống chạm bóng. Phần đầu cuộc chơi nó có phần hứng khởi. Nhưng trải qua hơn 10 phút thì mọi thứ đang trở nên khác đi. Cú đá rất nguy hiểm. Bóng bỏ ra, không vào. Đó là một tình huống bóng vừa xa ngang. Và áp sát băng vào đến từ cầu thủ ba chéo số 3 Hoài An đi. Rất may cho các cầu thủ FC Tài Chính Xanh là họ không phải nhận bóng thứ hai. Hơi rộng một chút khiến cho các cầu thủ sẽ phải di chuyển nhiều hơn. Nguy hiểm quá! Một pha đưa bóng lên đầu và tỷ số được cân bằng là 1-1 dành cho các cầu thủ của Tài Chính Xanh. Đó là tình huống mà số 9 Hữu Thắng đã có một pha chớp thời cơ rất nhanh. Sự tay hay của hệ thống phòng ngự từ phần sân nhà của chủ nhà Lai. Đúng rồi, hai đội bóng đá với trạng thái rất chậm rãi. Thay thế rời sân và anh sẽ nhường vị trí cho số 2 cảnh báo. Bóng tìm đến sang ngang. Số lần gọi xuất hiện cho các thủ chủ nhà khá nhiều. Ba kết. Cú đá ngay. Và đánh chặn đến từ trung vệ số 4. Đó là bóc. Mất bóng nữa rồi. Đó là Niên. Một cú đá thẳng và tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho các thủ chủ nhà. Đó cũng là một siêu phẩm. Bàn thắng dành cho trung vệ số 9 của các thủ chủ nhà FC Lai. Bóng có độ cuốn và rơi thẳng vào lưới thủ thành Minh Đường. Ở một góc cực kỳ khó. Bàn thắng dành cho Điên. Cả ba bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay của cả hai đội đều là những pha bóng đầy những sự bất ngờ. Theo cái cách mà chúng ta nghĩ là nó sẽ không có bàn này. Vẫn trong sân cho các thủ Lai. Pha phản công. Pha lượt bóng của Trung. Rất bền bỉ dành cho số 6 ở cho hệ thống phòng ngự. Đó lại là một tình huống dứt điểm từ xa nữa. Tỷ số là 3-1 dành cho các thủ chủ nhà. Minh Đường đã bị bất ngờ khi quỹ đạo bóng đi rất khó chịu. Hai pha bóng đến liên tiếp dành cho các thủ chủ nhà đều là những cú đá từ xa. Họ đã tận dụng rất tốt cho việc yếu tố sân chân bóng trần. Vào bóng vừa rồi dành Minh Đường cũng đã bị cú đá từ xa rất uy tín, tuy nhiên bóng lại đi hơi cao. Đó là cú đá của số 10 Trần Mạnh.
người đang đấu với vai trò khá nổi bật trong hiệp đấu thứ hai ở vị trí tiền vệ trung tâm cho các đội FC Lai. Đường chuyền nguy hiểm và cuối cùng có thêm vài là bàn dành cho cao thủ của cao thủ tài chính dành. Đó là pha chuyền bóng rất nét. Tỷ số được rút ngắn còn 2-3. Một cầu thủ đã làm nên chuyện ở trong trạng thái vừa rồi và đó là tình huống ghi bàn dành cho người mới được sử dụng ở hiệp đấu này. Cầu thủ mang chéo số 3 Long An. Đá rất mạnh, vẫn còn nguy hiểm. Nỗ lực đá bồi không thành của Trung đi. Trần Mạnh, đây rồi, không vào. Lại là xuất sắc nữa dành cho Thuận Hành cảnh báo. Số người của các thủ chủ nhà sở hữu những cú ra trận rất uy lực. Ở ngay tình huống này mà thủ thành của các thủ của tài chính xanh vẫn có thể ngả người bắt bóng chính xác và bóng đầy những sức lực của Market, nhưng các đội cần vệ tinh cần phải có sự chủ động hơn nữa. Đường chuyền cơ hội đây, rất đáng tiếc, xin chút nữa là 3 đều dành cho các thủ tài chính xanh. Người băng xuống đó là Tuấn Củi. Tiếc là anh đã thực hiện động tác lốc bóng qua đầu thủ môn không thành và một vào đường biên cánh phải. Như vậy là có bàn thắng dành cho các thủ chủ nhà. Tỷ số được nâng lên là 4-2. Đã không có pha lập công để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Cuối cùng thì Market cũng có được pha làm bàn dành cho riêng mình, nhưng lại là một pha bóng mang yếu tố rất lộn xộn nữa. Đây thậm chí là trung vệ của các thủ bên phía tài chính xanh đã có thể ngăn chặn một cách rất đơn giản, nhưng lại để cho bóng vào bóng sẽ còn đem biên lên phần sân nhà cho các thủ của tài chính xanh. Nguy hiểm, hay là bóng chạm vào xà ngang và rơi trên lưới. Một quả bóng rất bình dành cho thủ thành số 16 của các thủ này. Người thay thế vai trò của Khang Hí trước thủ thành trong yếu này đó là thủ thành Đức Huy. Toàn bộ đội hình của các thủ FC Lai đang dâng cao cơ hội đây. Đó là pha ghi bàn dành cho anh Tuấn, cầu thủ mang chéo số 7. Tỷ số đó lên là 5-2 dành cho các cầu thủ của chủ nhà. Pha bóng rất tốt. Một cú đá ở góc hẹp và quyết định bất ngờ của anh Tuấn là động tác qua người trước đó. Tục là chân bệnh vẫn còn. Cầu thủ bóng của Thanh Tuấn chưa thể lên bóng ngay. Hãy cẩn trọng với tình huống mất bóng này. Đó là bàn thắng dành cho Trần Mạnh. Sau rất nhiều những cú đá đại bác thì cách bài ghi bàn lại là một cú sửa bóng nhẹ nhàng. Tỷ số này là 6-2 dành cho các cầu thủ nhà. Của số 12 đã bị che chắn ngay. Cú đá rất đáng tiếc. Nhưng kể cả có sơ sẩy ở thời điểm này thì bàn thắng cũng không phải là vấn đề quá lớn dành cho các đội FC Lai nữa.
nguy hiểm. Và có bàn thắng, đó là một tình huống đá đối. Và ghi bàn dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 13, Nguyễn Tuấn. Một bàn thắng rất ấm áp bởi vì là bàn thắng nghe các đồng đội ở phía ngoài kèm theo là bàn thắng có lẩu. Trời đầy mà lẩu và thêm chút nồng độ cay cay nữa thì tuyệt vời. Đây là một tình huống tấn công 2-1 dành cho các đội của FC Lai. Và giờ là 2-2 rồi. Và dần là 2-3. Những pha xử lý của Lumachia số 3 Nguyễn Tuấn đúng nghĩa đen là thêu hoa và dệt cấm, dệt dày luôn. Và như vậy là lúc này trọng tài cũng thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của chủ nhà FC Lai và các đội tài chính xanh trong buổi tối ngày nay tại sân bóng đá Lai với đội bộ thành phố Chí Bình. Tỷ số chung cuộc giành chiến thắng 7-2 cho các thủ chủ nhà. Và cảm ơn hai đội bóng đã mang đến trận đấu ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả luôn quan tâm theo dõi. Đến đây thì anh Yên cùng anh em ekip truyền thông rugby và nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.